thực hiện nghị quyết 01 NQTU của Ban chấp hành Đảng bộ thị xã Quảng Trị về xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Thời gian qua, cả hệ thống chính trị và nhân dân thị xã Quảng Trị đã tập trung triển khai xây dựng nếp sống văn minh đô thị thông qua các phong trào hoạt động cụ thể, thiết thực, góp phần làm cho diện mạo đô thị của thị xã Quảng Trị ngày càng sáng, xanh, sạch và đẹp. Những năm qua, cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đã được duy trì thường xuyên và phát huy có hiệu quả. Từ cuộc vận động, nhiều phong trào đã được phát động và nhận được sự tham gia hưởng ứng tích cực của cả hệ thống chính trị. Theo đó, định kỳ vào ngày thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần, các ngày lễ Tết, các ban ngành đoàn thể, cán bộ hội viên và nhân dân đồng loạt ra quân vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị, đảm bảo trật tự các tuyến đường tự quản. Để thiết thực cùng với các cái chuỗi ngày lịch sử của địa phương, chúng tôi đã có những cái hoạt động tất cả các hội viên cùng với các cái lực lượng trên các cái tuyến tự quản đảm bảo cái giữ gìn vệ sinh môi trường, đảm bảo cái hệ thống hệ đường thoáng, làm sao đó tất cả các hội viên cũng như các gia đình xây dựng một cái ý thức chung tay xây dựng một thị xã sạch đẹp văn minh đô thị. Cụ thể hóa nghị quyết 01 NQTU của Ban chấp hành Đảng bộ thị xã Quảng Trị về xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Thời gian qua, thị xã Quảng Trị đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để chỉnh trang và xây dựng văn minh đô thị. Theo đó, hàng năm, thị xã luôn xác định chủ đề năm là năm chỉnh trang và xây dựng văn minh đô thị, nhằm huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân cùng chung tay xây dựng văn minh đô thị. Bên cạnh đó, thị xã còn ban hành và triển khai thực hiện các chương trình, đề án chỉnh trang, nâng cấp, đầu tư hạ tầng đô thị, làm cho bộ mặt đô thị ngày càng đổi thay. Để xây dựng được văn minh đô thị thì phải là người dân phải là chủ thể. Do vậy cho nên người dân phải là người thực hiện và người phải nắm được cái này để triển khai thực hiện. Thì về phía thị xã thì cũng đã tập trung vào các giải pháp để đồng bộ hóa cái nghị quyết này và đưa nghị quyết này vào cuộc sống. Thì phòng đã tham mưu ủy ban là xây dựng và ban hành cái đề án nâng cao hiệu quả công tác quản lý trật tự xây dựng trật tự vỉa hè giai đoạn 2022-2026. Và cái đề án xã hội hóa điện chiếu sáng hẻm Kiệt cùng giai đoạn 2022-2026 thì nhằm huy động cái nguồn lực của xã hội để đầu tư kết cấu hạ tầng đô thị trong điều kiện vốn ngân sách của thị xã đã còn khan hiếm. Xác định xây dựng nếp sống văn minh đô thị là nhiệm vụ trọng tâm vừa cấp bách vừa lâu dài nhằm tạo dựng nền tảng tinh thần xã hội. Do đó, thời gian tới, thị xã Quảng Trị tập trung tăng cường kỷ cương, quy hoạch, quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, xây dựng môi trường văn hóa. Đồng thời, mỗi người dân phải thay đổi từ nhận thức đến hành động để góp phần chung tay xây dựng thị xã Quảng Trị hiện đại, văn minh, tạo môi trường văn hóa lành mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương.